Vâng, chào tất cả mọi người, chào tất cả các bạn, các bác, các anh, tất cả mọi người xem video trên kênh Đinh Quân Audio. Vâng, thưa mọi người, em lại làm tiếp đoạn video nữa. Hôm nay là chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020. Em hàng lại về được một số âm ni cũ. Cũng như video em đăng con âm ni trước là được các bác các anh cũng điện về rất nhiều. Đợt vừa rồi em về được mấy con thì các bác các anh cũng điện đến để mua về hát tạm trong những lúc mưa gió rồi Covid Covid thế này, thì gọi là em cũng nhà thì không còn, em phải đi mua lại, đặt lại mua của anh em cùng thợ thuyền với nhau. Người ta cũng bán âm thanh, người ta đổi trác của khách, người ta mang đến người ta đổi cho. Không đầy đủ là như vậy, thì em xin được làm video để gửi gắm đến với mọi người, đến với các bác các anh. Chiều nay thì em về được mấy con, em mua được mấy con ở xa, người ta gửi về cho. Thì ông bỏ ra nâu chùi. Vâng, thưa mọi người, là tình trạng là âm ni là còn sống, cũng có nhiều con là phải dầu mỡ lại, nhưng riêng con này thì tuyệt đối là không phải dầu mỡ gì. Em chỉ bỏ ra phải qua cái bụi, qua cái bụi một tí. Thế thôi. Cái con này tuyệt đối thì không phải dầu mỡ gì cả, vì chiết áp chạy ngon lành, tất cả công tắc công tung ổn định ngon lành hết. Vâng, thưa mọi người, con này là âm ni karaoke cũ 4 đèn, model là 0081 các bác nhé. Con này là model là 0081. Chất hình thức cấu hình thì cũng thiết kế đúng như một số các cái âm ni Jaguar hoặc các cái Cani khác thông thường hát karaoke. Con này chạy 4 đèn các bác nhé. Âm ni này 4 đèn, nhưng thưa với mọi người là con này kéo được cả bát 25 ngon lành cành đào các bác nhé. Em xin bảo đảm với các bác, vì là em là thợ sửa chữa chứ không phải là người chỉ có biết mua và bán không. Nên là cũng nói đầy đủ một câu là em cũng phải nắm bắt được chất bo, chất mạch từ cù nguồn. Thì cũng dám nói như vậy, thì con này về với em là trong tình trạng còn ngon lành cành đào, mặt phay nhôm các bác nhé. Vàng cây hình thức rất là đẹp. Em chưa nấu chủ gì đâu. Đây, tất nhiên những cái này nó có những cái vàng vàng về các bác. Ai mua về lấy tí nước nóng, nước nóng với tí xà phòng quấy vào với nhau xong, lấy cái chổi nông quệt qua đi một lúc xong bắt đầu nấu chủ sáng quắc luôn. Vẫn đầy đủ như vậy, nhưng em thì không phải là người mông má, cũng nói đầy đủ như thế. Em không có thời gian để em mông má. Vâng, sau đây thì em xin quay qua cái phần ruột bên trong gửi đến các bác các anh. Vâng, âm ni là chạy 4 đèn các bác nhé, biến áp 12A, có quạt gió, đằng sau kết nối cổng AB bình thường. Đấy, công tắc đầy đủ là như vậy, tất cả mạch vung là còn zin nguyên. Tất cả phần mạch là còn nguyên zin các bác nhé, con âm ni này chưa hề cắt từ một cái dây, nói đầy đủ luôn là từ cái dây bó, chưa hề hề cắt nhé. Từ một cái dây bó giữa dây điện, tức là chưa có phải thay tháo sửa chữa một cái gì. Em cũng dám thưa chuyện đến các anh đầy đủ như vậy. Và sau đây thì em xin test qua cái phần nhạc một chút để gửi đến với các bác em xem. Nghe đi cái. Lấy ngay luôn đi. Tiếng nó đánh rất là sắc tiếng nhỉ. Nay được mấy con âm đi, tiếng đánh rất là sắc tiếng. Vâng, sau đây em xin test qua cái đường karaoke để em gửi gắm đến với mọi người. Đường vang nhà Eco. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 1, 2,
Kính thưa 1 2 3 4, alo. Kính thưa quý vị đại biểu, alo. 1 1 1 2 3 4, alo. Vàng rất là tốt nhé, vàng nhại rất tốt. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 3 4, alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, alo. Vâng, thưa mọi người, là đường vang nhại karaoke và chất nhạc, chất âm đánh rất hay. Con này tiếng đánh rất là sắc tiếng này. Con này tiếng đánh rất sắc tiếng bởi vì cái hàng âm mi này có nhiều nơi thiết kế, nhiều nơi sản xuất, có những nơi mỗi một loại bo khác nhau, nhưng mà con này nó đánh tiếng rất là sắc tiếng. Cũng thưa chuyện với các bác anh như vậy, hình thức đẹp, mặt phanh nhôm. Con này em mua hơi cao một chút cho nên cũng đầy đủ giới thiệu với các em, bán 900.000 nhé. Con này mặt mũi sạch sẽ, đẹp đẽ, ngon lành, cành đào trọn vẹn luôn. Những cái bẩn bẩn, những cái khoáng khoáng này thì cái này là mình lau chùi đi hết rồi, tất cả các nút còn nhìn vàng khè đẹp đẽ đấy. Con này em bán 900.000 các bác nhé, 900.000 không mặc cả, không bao ship. Con này máy rất là chắc chắn. Các bác hát karaoke rất là tốt, gia đình hoặc quán xá, nhất là khu vực các bác hát karaoke, nói thẳng luôn là các bác sử dụng vào gia đình karaoke được, ngọt ngào. Các bác đánh vào cả bát 25 BMB, tất cả loại bát 25 côn gì, các bác đánh em bao ăn nuốt ngon lành cành đào luôn, căng đét luôn. Mà nói đầy đủ các bác chỉ vặn đến tầm 9 giờ, nếu kể cả music cho đến master, các bác vặn đến 9 giờ là cặp loa hát 25 của bác căng đét luôn. Vì đây em đang test cặp 25, nhưng cặp 25 của em là cặp 25 CKS của em 8-9 triệu thôi, nhưng mà đánh công suất mạnh, công suất nó nặng. Chứ còn cặp loa bình thường mà loa tàu đôi 3 triệu thì em nói thật các bác nuốt chừng đơn giản, ngọt ngào cành đào luôn. Cặp của em mà cặp bát 25, cặp loa VIP mà còn đang thì cũng hơn 9 giờ đã tòi tòi phòi. Đây thưa ấy, mọi người, đây chỗ này em mới chỉnh cái con đến đây bên này, em lên bên đây. Vâng, thưa mọi người, là em xin được nhắc lại, con âm ly này em bán con âm ly rất chắc chắn các bác nhé. Con âm ly thành thật bán cho ai yên tâm, bán cho người ở gần ở xa ai yên tâm. Cũng nói đầy đủ như vậy, em bán con âm ly này là 900.000 không mặc cả, không bao ship các bác ạ. Ai có nhu cầu thì xin liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982482610 các bác nhé. Cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Ai ở gần có nhu cầu về hát các quán xá, các cái khu vực gia đình nhỏ, phòng trọ, xin liên lạc về cho em. Đồng ý là 900.000 thì không thể bì với 45 triệu được, nhưng cũng dám nói thật với số tiền các bác bỏ ra như vậy là quá xứng đáng. Các bác dùng gia đình em bảo đảm là máy ổn định, máy rất là ổn định, con máy này rất ổn định. Vâng, xin chân thành gửi cảm đến mọi người như vậy. Nên là ai có nhu cầu sử dụng đến thì điện về đặt hàng cho em qua số điện thoại 0982482610 hoặc 0947931743. Vâng, cửa hàng em ở tại số nhà 150 đường Lê Lai, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Em ship hàng toàn quốc các bác nhé, với thủ tục mua bán là đầy đủ. Các bác cứ đặt cọc cho em một chút, chứ tuyệt đối là không bảo là bây giờ lý do nợ mua thẻ là chúng em không dùng đến thẻ điện thoại. Vì em cho em dùng đăng ký tháng 2 nữa, là bảo là có bằng ấy gửi đến, là nói thật với các bác một câu là thôi thì cũng hết sức thông cảm. Nó không phải mang cái lý do lừa đảo bịt bợm nhau để lấy 100-200 nghìn. Các bác cọc bao nhiêu tùy các bác, vì nó có 900.000, nếu các bác cọc 200, ít nhất là 200. Chứ chẳng ai đặt cọc 100, em gửi số tài khoản, các bác chuyển vào tài khoản 200, giờ lên tùy các bác hoặc trả hết tùy tâm. Nếu các bác thanh toán hết một lúc trước thì các bác không phải chịu cái tiền cước gôn COD, tức là người ta thu tiền hộ. Tức là nói đầy đủ như vậy, người ta thu cả tiền, người ta gửi tiền hàng, xong người ta cái tiền thu hộ là người ta cộng cả vào cước luôn. Ví dụ như là các bác thanh toán trước thì mà thôi, cái thanh toán trước thì em chẳng cần, bởi vì cái đầy đủ đó mà nói thì cũng có nhiều người suy nghĩ một cách là bảo là hay là tôi gửi tiền cho ông, nếu ông không gửi hàng cho tôi thì sao, thì vân vân, này nó đặt ra nhiều câu hỏi cho nên nó khó. Bởi vì bây giờ cái chuyện là lưu manh lừa đảo ở trên xã hội bây giờ nó không thiếu, cho nên cái người thật với người gian cũng chả ai biết đâu mà lần, cho nên là các bác cũng không cần phải đặt hết. Đặt hết thì nó lại mang một cái tinh thần như kiểu sợ rằng lấy này thế khác, em không dám nhận cái số tiền hết cả một lúc. Ai giả được hết thì giả, còn ai không ấy thì cứ đặt cọc một chút để làm tin, em có cái động lực để em gửi hàng đến tay các bác. Bên Viettel người ta sẽ gửi đến tận nhà các bác, người ta mang đến tận nhà, người ta điện trực tiếp cho các bác ở nhà người ta mang đến, người ta giao hàng, người ta thu nốt số tiền và các bác trả tiền cước. Vâng, đầy đủ em xin gửi gắm đến mọi người như vậy. Em nhắc lại, con này em bán 900 không mà cả, không bao ship các bác nhé. Các bác cực kỳ chơi này yên tâm, con này rất chắc máy, con này rất là chắc máy. Vâng, cũng nói thật như vậy. Cũng có những con em bán 600, có những con em bán có 700,
Nhưng cái con nào nó chắc chắn thì người ta đội thợ thì nó bán lại cho em thì nó phải thừa biết. Nó bán cao hơn thì em mua cao hơn thì em phải bán cao hơn. Đồng ý mỗi con em chỉ được khoảng 100.000. Cũng dám nói đầy đủ là như vậy chứ không úp mở gì. Đấy, ngày bán được 3 con thì được 300. Chứ cũng không không phải là nói bằng là này nọ, vì những cái đồ nó có chưa đến 1 triệu bạc thì nở lãi không được cao. Bởi vì anh em mổ xẻ giết là thì nói thật là bỏ bo công suất lắp cho khách cũng được 500, cái củ biến áp kia bây giờ mua 400. Trong đó là 900 rồi. Còn chưa tính đến vỏ vỉ phím bấm, nếu mổ xẻ ra như một lợn ấy, thì bán thì được cao tiền, nhưng mà những cái con đẹp như thế này thì sở đâu phải có phí đi. Bán lại cho anh em người ta dùng con máy rất chắc các bác ạ. Vâng, em xin chân thành gửi gắm đến với mọi người, đến với các bác các anh nội dung như vậy. Ai có nhu cầu thì xin liên lạc về cho em, đắt hàng cho em. Em cảm ơn mọi người đã xem video của em. Vâng, em chào mọi người.